Hi, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Lóc của Hải, kênh tin tức cộng đồng Benelux Việt Nam. Benelux có thực sự miễn phí? Benelux có phải là nước mưa và phân chim như nhiều người từng nói? Trong video này chúng ta sẽ cùng nhau nói về chủ đề này nhé. Đầu tiên, nếu nói Benelux là miễn phí thì chẳng phải bạn không cần phải làm gì cả cũng có bi hay sao? Bạn không làm gì thì bi nó cũng sẽ tự chạy vào ví của bạn hay sao? Tất nhiên là không rồi các bạn. Bạn phải hành động, bạn phải làm việc thì mới sở hữu được bi. Bạn phải tìm hiểu về bi, bạn phải tham khảo các tài liệu, các video về bi. Bạn phải đăng ký tài khoản, xác minh số điện thoại, xác minh Gmail, thêm vòng tròn bảo mật, rồi cài bi browser, cài đặt tạo với bi, rất là nhiều công đoạn mới sở hữu được bi. Rồi nếu mà các bạn muốn có nhiều bi, bạn phải bỏ công sức ra để mà đi lên tổ bi, để mà đi tuyển rep, tuyển thành viên. Thì tất cả mọi công sức của các bạn bỏ ra đều được trả bằng số bi xứng đáng mà các bạn đang sở hữu. Chứ không phải là tự nhiên mà bạn có bi cả, không có cái gì là tự nhiên cả các bạn. Bạn bỏ công sức càng nhiều á thì các bạn sở hữu bi càng lớn. Bạn bỏ công sức càng ít thì các bạn sở hữu bi càng ít. Đơn giản là như vậy. Còn những bạn ăn tơ bi hay nói không làm mà đòi có ăn thì chính những bạn đó mới là như vậy. Bạn không làm gì thử xem bi có tự nhiên chạy vào ví của các bạn hay không. Tất nhiên là không rồi các bạn. Bạn phải làm, phải hành động thì mới có bi. Và tiếp theo đó là tất cả mọi thứ trên thế giới này đều không có thứ gì miễn phí cả. Bạn sử dụng Zalo là miễn phí, bạn sử dụng Facebook, TikTok, Messenger, YouTube, tất cả mọi nền tảng chẳng phải miễn phí hay sao? Nhìn thì có vẻ miễn phí nhưng thực chất là không nha các bạn. Với những cái nền tảng mạng xã hội này, bạn chỉ cần đăng ký tài khoản là bạn đã có thể sử dụng được miễn phí và bạn không phải trả bất kỳ 1.000 đồng nào cả. Nhưng nói cho các bạn sử dụng miễn phí, ngược lại bạn lại trở thành cái công cụ kiếm tiền cho TikTok, cho Facebook từ cái việc mà xem quảng cáo cho họ đó các bạn. Từ đó họ sẽ thu được cái nguồn lợi khổng lồ từ bạn. Cho nên những cái nền tảng này luôn luôn tìm cách giữ chân các bạn càng lâu càng tốt trên nền tảng của họ. Các bạn lướt TikTok nè, các bạn lướt YouTube nè, thử các bạn có bị nghiện hay không. Tất nhiên là nghiện rồi các bạn. Và các bạn càng nghiện thì càng khiến cho họ kiếm được nhiều tiền hơn. Cho nên không có một thứ gì là miễn phí cả các bạn à. Trao đi và nhận lại thôi. Rồi chưa kể là những cái nền tảng mạng xã hội này nó còn theo dõi cái hành vi của bạn. Xem bạn thích xem những cái nội dung gì. Từ đó thì nó sẽ phân phối đúng những cái quảng cáo liên quan đến chủ đề mà các bạn hay xem. Cho nên mọi thứ tồn tại trên thế giới này, bất kể nó là một cái thứ gì, đều có cái công dụng và cái quy luật cung cầu của nó hết. Cho nên không có thứ gì là miễn phí cả. Không có một thứ gì mà tự nhiên từ trên trời rơi xuống cả các bạn. Ngay cả những người trúng số chẳng hạn, đâu phải là tự nhiên mà họ trúng số đâu các bạn. Họ cũng phải bỏ tiền ra, bỏ công sức ra để mà mua những tờ vé số, mua rất nhiều vé số họ mới trúng được. Ngay cả những người đi ăn xin chẳng hạn, họ cũng phải bỏ công sức ra để mà ra ngoài đường ngồi về nắng và gió để mà xin tiền. Chứ không có thứ gì là miễn phí đâu các bạn. Người ta nói không có cái buổi trưa nào miễn phí cả là đúng nha các bạn. Nhưng mà các bạn chưa hiểu hết được cái ý nghĩa của nó. Ngay cả những tên ăn trộm chẳng hạn không có miễn phí luôn các bạn. Những tên ăn trộm này cũng phải bỏ công sức ra để mà thức đêm thức hôm đi ăn trộm mà cướp. Chứ không có thứ gì là miễn phí cả. Rồi những kẻ lừa đảo nè. Không phải muốn lừa đảo là lừa đâu các bạn. Họ cũng phải dùng đầu óc để mà suy nghĩ ra cách lừa đảo người khác. Cả đều phải làm việc các bạn, không phải là từ trên trời rơi xuống đâu các bạn. Còn với bi cũng vậy các bạn. Bạn muốn sở hữu bi thì bạn cũng phải làm việc tích cực mới có thể có được nhiều bi. Bi không từ trên trời rơi xuống và bi cũng không tự nhiên có trong điện thoại của các bạn. Đơn giản là như vậy thôi các bạn. Rồi video chia sẻ của mình đến đây đã kết thúc và các bạn có thể nhấp vào đường link bên dưới phần bình luận để đăng ký đào những đồng coin miễn phí trên điện thoại chung với mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.